Có khi nào chúng ta có những cái tâm trạng buồn hay không? Nhất là trời mưa, một buổi chiều mưa lay bay, mưa rã rít, và khung cảnh rất là buồn, và lòng của chúng ta cũng trĩu buồn. Đây là tâm trạng của một người bạn của tôi, có cái tâm trạng buồn, cô đơn, thậm chí là thất vọng. Nhưng rồi nghiệm ra tình yêu của Chúa đối với mình, và xin Chúa cho mình tình yêu thương đó. Bài thơ của Hồ Trang đã đưa cho tôi, và tôi đã viết cùng ngày với bài Xin Ngài Thứ Tha mà Trung Thành vừa hát. Đó là ngày 1 tháng 3 năm 1984. Chúng ta sẽ nghe bài hát này qua tiếng hát của anh Quang. Chiều nay mưa rơi lay bay, lòng con thơ thẫn nơi đây. Ngồi nhìn hạt mưa lớn mà nghe bồi hồi giao duyên. Cha bao la mênh mông, dù dáng đang vây bao nhiêu, lòng ngài nào đâu bên yêu con cho con thật nhiều. Mà con đâu biết hay chi, ôi Chúa xin Ngài thứ tha, vì con đàn man âu lo, cuộc sống với bao xót xa. Trong con nỗi buồn không phai, mang theo nỗi niềm thương đau. Ôi Chúa Ngài thương con nhiều, xin Cha dắt con về Ngài, cho con niềm yêu thương đó để lòng con vui say sưa, để tâm con tìm kiếm Chúa, cho con khao khát hết lòng khi đàn sống trên dương trần. Mưa rơi lay bay, lòng con thơ thân nơi đây. Ngồi nhìn hạt mưa lướt nhẹ mà nghe bồi hồi sao xuyên. Tình Cha bao la mênh mông, dù dáng đang vây bao nhiêu, lòng Ngài nào đâu bên bờ, yêu con cho con thật nhiều. Mà con đâu biết hay chi, ôi Chúa xin Ngài thứ tha, vì con đàn man âu lo, cuộc sống với bao xót xa. Trong con nỗi buồn không phai, mang thêm nỗi niềm thương đau. Ôi Chúa Ngài thương con nhiều, xin Cha dắt con về Ngài, cho con niềm yêu thương đó để lòng con say xưa, để tâm con tìm kiếm Chúa, cho con khao khát hết lòng khi đàn sống trên dương trần, cho con niềm yêu thương đó
xin cảm ơn anh Quang. Lời hát cũng như giọng hát rất là trầm hùng. Năm 1984 thì tôi được 24 tuổi, 25 tuổi. Tuổi đó là cũng là tuổi yêu đương. Nhưng mà chưa có định hình người yêu của mình là như thế nào. Nhưng mà lúc đó thấy rằng đời sống của mình nó thiêng liêng nhiều. Và luôn nghĩ về Chúa và rất là hăng say trong công việc nhà Chúa. Lúc bây giờ thì tôi phục vụ ở trong ban thanh niên của Hội Thánh Tin Lành Tuy Hòa. Và rất là năng nổ, sốt sắng, văn, rồi thơ, rồi nhạc, tất cả mọi thứ thì tôi cũng đều tham gia cả. Và cái bài hát Mơ Về Nơi Ấy tôi viết vào ngày 15 tháng 3 năm 1984. Bài hát này sẽ do anh Tiến Đạt, Tôn Vinh Chúa. Xin mời anh Tiến Đạt. Nhớ mãi từng ngày trên con đường dài, qua nhiều chông gai con nào hay biết, thử thách từng giờ con đâu đợi chờ, hy vọng tan vỡ ước mơ còn gì. Đường trần cám go mang nhiều nước mắt, tìm ngài đâu đây Cảm ơn anh Đạt.
Năm 1984 thì tôi có một người bạn tên là Hồng Chi. Người bạn này thì bạn của nhiều bạn nam, rất là nhiều. Và ai viết thơ cho cô thì cô cũng viết thơ lại. Một lần viết thơ là 3-4 trang giấy mà viết nét chữ rất là đẹp ở trên mực tím. Mực tím. Và cho đến bây giờ thì tôi vẫn còn giữ những cái thơ đó, là trong cái tình bạn thôi chứ không có vấn đề chi. Rồi cô có yêu một người và gặp cái hoàn cảnh rất là trớ trêu, rất là khó khăn trong cái đường tình duyên trắc trở đó. Và cô đã viết lên cái bài thơ: Con ơi ta không hứa trời luôn xanh, hoa viền lối hẹp. Con ơi ta không hứa nắng đẹp không mưa, vui tươi không đau đớn, bình an không sầu ưu. Nhưng con ơi ta hứa sức lực cho cuộc đời, an nghỉ cho lao nhọc, ánh sáng cho đường đời. Phước ơn trong thử thách, trợ lực ban từ trời, cảm thông không hề dứt, tình yêu không hề vơi. Và cô đã đưa bài hát, bài thơ này cho tôi, và tôi đã viết thành một bài hát với tựa đề Lời hứa của ta. Mời cô Phương Hằng.
Xin cảm ơn Phương Hằng. Năm 1984 thì có một em thiếu niên tin nhận Chúa. Trước đó là một thiếu niên tin nhận Chúa và sau đó lên thanh niên. Đó là em Minh An. Tin Chúa có một mình. Ở nhà thì xa nhà thờ. Và mỗi lần đi nhóm thì phải tức là trốn cha mẹ mà đi nhóm sinh hoạt với ban thiếu niên, với ban thanh niên, với hội thánh. Và mỗi lần đi về cha mẹ biết thì đều đánh rất là nặng. Và cô phải chịu những cái trận đòn rất đau đớn để đổi lấy sự nhóm lại, sự sinh hoạt thờ phượng Chúa với các bạn. Và cô đã viết bài thơ Chim non hãy trở về. Và cô ví mình như là chim non lưu lạc rày đây mai đó. Và nhờ Chúa là chim mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Và bài hát Chim non hãy trở về sẽ do cô Mỹ Hoàng tôn vinh Chúa. Rời lề
xin cảm ơn cô Mỹ Hoàng. Tôi tưởng rằng cô Mỹ Hoàng sẽ không hát được vì cớ những ngày qua tình trạng sức khỏe không có được tốt lắm. Nhưng mà tinh thần cô đã cố gắng hết sức và tối hôm nay cô đã hát rất là tốt. Xin Chúa ban phước lại cho cô Mỹ Hoàng. Năm 1985, thì lúc đó có một thiếu niên ở tại Vĩnh Phước, Nha Trang ra Tuy Hòa để thông công. Cô này tên là Kim Cương, tên rất là sang. Và Kim Cương thì có cái ân tứ về thơ, viết rất là nhiều bài thơ và hát cũng rất là hay. Bây giờ thì đã trở thành bà ngoại rồi, bà ngoại, có cháu rồi. Và cô Kim Cương có một đứa con gái cũng hưởng cái gen của mẹ, hát rất là hay và sáng tác nhạc và ra album nhạc. Thì cô đưa cho tôi bài thơ Con muốn làm, con ước làm vì sao bé nhỏ. Mắt bao dung con nhìn nhân thế, nén yêu thương Chúa thắp sáng hồn con. Con ngỡ mình là vì sao bé nhỏ, vì sao yêu thương mang tình Chúa tuyệt vời, vì sao yêu thương mang tình Chúa đời đời. Bài hát Con ước làm vì sao bé nhỏ sẽ do cô Thu Thảo tôn vinh Chúa. Chúa ta xuống dương gian, con là Chúa.
chỉ là từ bụi đó. Sao vai ngài nằm thầm giá Chúa ơi, mắt bao dung con nhìn nhận thế, nên yêu thương Chúa thắp sáng hồn con ngỡ mình là vì sao bé nhỏ, vì sao yêu thương mà tình Chúa tuyệt vời. Cô Thu Thảo. Thưa Hội Thánh, Hồ Trang, Hồ Trinh là hai chị em tin Chúa từ trường tiểu học tư thục Thiên Ân, rồi trung học tư thục Thiên Ân lúc bấy giờ. Sau năm 1975 thì hai chị em vẫn trung tín với Chúa, giàu gia đình không có tin thờ Chúa. Và người chị đã viết bài thơ Cho Con Niềm Yêu Thương Đó, và tôi đã viết ra bài hát mà anh Quang mới vừa hát. Và người em năm 1986 đã viết bài thơ Chúa Gọi Con Xin Đến, và tôi đã viết thành bài hát, và chúng ta sẽ nghe bài hát này qua tiếng hát của cô Kim Nhan. Xin mời cô Kim Nhan. Lời Chúa vang vang
Một lần nữa xin cảm ơn cô Kim Nhan, dù lớn tuổi nhưng mà giọng hát còn rất là khỏe khoắn. Hy vọng rằng cô sẽ còn hát nhiều năm nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe tiếng hát của cô Kim Nhan. Thưa Hội Thánh của Chúa, năm 1988 thì tôi viết bài Tâm sự người cha. Đây là tâm sự của Chúa, nỗi lòng của Chúa đối với chúng ta là những đứa con quang đàn xa cách nhà cha. Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn quan tâm, Chúa vẫn chăm sóc và Chúa vẫn kêu gọi mỗi đời sống của chúng ta. Bài hát này đáng lý sẽ do một cô thanh nữ sẽ hát, nhưng mà cô bận công tác, do đó tôi nhờ cô Mỹ Hạnh sẽ hát bài này. Sự tập dượt cũng không có được kỹ lưỡng, cho nên nếu có gì sơ sót chúng ta cảm thông. Xin chúng ta cùng lắng nghe bài Tâm sự người cha. Còn cô đơn, sao con còn thất vọng, chán chường và u tối, để nỗi buồn lên ngôi, để tình ngài xa xôi, cho niềm trong vắng, sao lòng con mưa rơi. Tình yêu xưa, ta
một lần nữa cảm ơn Mỹ Hạnh hát quá sức suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ rằng Hạnh sẽ không hát được bài này tốt như thế. Nhưng cảm ơn Chúa em đã hát bài hát này rất là tốt. Năm 1988 thì có một cô đưa cho tôi bài thơ Dâng Lên Cho Ngài. Cô này bây giờ sinh sống ở nước ngoài rồi. Bài thơ lời lẽ rất là hay, rất là cảm động. Và tôi đã cảm xúc rất nhiều để viết nên bài hát Dâng Lên Cho Ngài. Và bài hát này tôi có đưa ra bên ngoài và phổ biến các hội thánh của Chúa, một số hội thánh ở khu vực miền Trung. Họ không biết rằng bây giờ họ còn nhớ bài hát này hay không. Bài hát này đáng lý sẽ do hai người từ Tuy Hòa vào đây để hát, nhưng mà cuối cùng cũng không vào được. Và tôi phải nhờ Hoài Nam và Phương Thảo hát bài này. Thời gian tập dượt cũng rất là ngắn ngủi. Hy vọng rằng hai em sẽ hát tốt bài Dâng Lên Cho Ngài. Chúng ta sẽ nghe bài hát này qua Hoài Nam và Phương Thảo. Sẽ hướng dẫn ai?
sẽ hướng dẫn ai nếu em có những tình yêu thầm tiếng nhớ thì em hướng dẫn ai tôi sẽ hiến dâng lên bàn thờ của tình yêu cho người vì tôi mong trăng nắng lại cho người vì tôi mà đinh đúng đắn đo cho người vì tôi tìm đắn có làm đôi cho người vì tôi chịu chết vì lỗi tôi ôi cao đẹp thay tình yêu của Giêsu về nhau thế hôm nay tôi dâng đời tôi làm xin lễ cho ngài dù không thể dâng tay dâng lên cho ngài với tất cả năng tài dâng lên cho ngài dâng lên cho ngài với tất cả hồn mình xin dâng lên ngài xin dâng lên ngài với tất cả tâm tình xin dâng lên ngài xin dâng lên ngài với tất cả cuộc đời dâng lên cho ngài dâng lên cho ngài với tất cả năng tài dâng lên cho ngài dâng lên cho ngài với tất cả hồn linh xin dâng lên ngài xin dâng lên ngài với tất cả tâm tình xin dâng lên ngài xin dâng lên ngài với tất cả cuộc đời. Xin cảm ơn Hoài Nam và Phương Thảo. Các em đã hát rất là tốt. Tốt hơn khi mà tập dượt. Tôi cũng rất lo cái bài này. Nhưng các em đã hát rất là tốt. Cảm ơn Chúa và cảm ơn các em. Một bài hát cuối cùng được viết năm 1989. Thì quý vị đặt dấu hỏi tại sao đến năm 89 thì bài hát cuối cùng. Từ năm 80 đến năm 89 là chưa có lập gia đình. Đến năm 89 tôi cưới vợ rồi, đã bận lắm, không có viết được bài hát nào nữa. Sau này tôi chỉ viết một vài bài thôi, vì không có để hết sức, tâm sức của mình vào ở trong cái việc viết nhạc. Cho nên ở trong thập niên 80 là tôi viết được nhiều bài hát như thế. Tôi có viết một số bài hát cho lễ Giáng sinh, cho lễ phục sinh và cho truyền giảng. Và bài hát cuối cùng này là một bài hát mời gọi truyền giảng với đề tựa là Lời mời yêu thương sẽ do Thiên Ái Tôn Minh Chúa. Chúa nguồn tình yêu bao.
Trong cái tập nhạc 25 bài hát thì chúng ta đã nghe 17 bài do các ca sĩ nhà vườn tôn vinh Chúa trong buổi tối hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Chấp sự Hội Thánh của Chúa đã tạo điều kiện để cho chúng tôi được tổ chức đêm nhạc hôm nay. Cảm ơn sự tham dự của tất cả quý vị tín hữu ở trong Hội Thánh của Chúa. Cảm ơn ban nhạc, cảm ơn ban máy chiếu video, cảm ơn các anh chị em ở trong ban hát, các anh chị em trong ban trang trí giúp đỡ cho vấn đề giải lao và tất cả những anh chị em đã cầu nguyện cho chương trình này cũng như góp phần trong chương trình này, xin Chúa ban phước cho.